Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trận mưa lớn từ 20 giờ ngày 10 tháng 6 kéo dài đến 6 giờ ngày 11 tháng 6 đã khiến nhiều tuyến đường trong thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ngập sâu. Đặc biệt, quốc lộ 3, trục đường huyết mạch xuyên qua ba thành phố trên bị nước chia cắt thành nhiều đoạn giao thông gián đoạn. Anh Bùi Quang Thiết, lái xe limousine đất chè, chuyên đưa đón khách tuyến Thái Nguyên Hà Nội cho biết, cứ mưa lớn là nhiều đoạn quốc lộ 3 bị ngập sâu, khiến ô tô chết máy giữa dòng nước. Trên tuyến quốc lộ 3, nối thành phố Phổ Yên với thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên, có 7 đoạn ngập sâu khoảng 60cm, gồm đoạn qua cổng trường cao đẳng kinh tế Thái Nguyên, phường Tân Lập, khu vực ngã ba Tích Lương, tổ 12, phường Tích Lương, đoạn hầm vượt cao tốc khu vực nút giao sông Công, ngã ba đường thắng lợi kéo dài giao với quốc lộ 3 thành phố Sông Công. Ngã tư Ba Hàng, phường Ba Hàng. Ngã tư Nam Tiến, phường Nam Tiến. Khu quảng trường mới thành phố Phổ Yên. Nhiều công trường thi công xây dựng đường giao thông, khu dân cư đô thị, lấp cống rãnh thoát nước cũng là nguyên nhân gây ngập úng cục bộ. Trên nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên huyện của các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên cũng bị nước lũ trên sông Công, suối Giễu dồn về chưa cắt giao thông. Đến 8 giờ ngày 11 tháng 6, đa số các điểm ngập trên quốc lộ 3 nước đã rút, hoạt động giao thông trở lại bình thường. Đợt mưa lớn ở miền Bắc trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6 đã gây ngập úng, lũ lụt, sạt lở đất, thiệt hại nặng nề về tài sản và con người ở các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hải Phòng. Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh nói trên đến sáng ngày 11 tháng 6 cho thấy có ít nhất 4 người chết và một người mất tích tại Hà Giang, Sơn La và Lai Châu do lũ cuốn và sạt lở đất. Đợt mưa lớn ở miền Bắc lần này cũng khiến 2.407 nhà bị ngập nước, thiệt hại, trong đó nhiều nhất là Hà Giang và Quảng Ninh. Hơn 2.400 hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, 157 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 513 con gia súc, 230 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm nhiều điểm bị sạt lở, ngập lụt với tổng khối lượng trên 21.400 m khối đất đá, bê tông. Theo chuyên gia, diễn biến thời tiết một tháng qua đáng chú ý nhất là về lượng mưa. Tại khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và rông, có nơi mưa rất to, đặc biệt trong thời kỳ từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 6. Một số nơi tại khu vực ven biển Đông Bắc Bộ đã có lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử. Theo đánh giá, tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Bão, áp thấp nhiệt đới trong thời kỳ dự báo trên Biển Đông có khả năng xuất hiện. Chuyên gia cảnh báo, từ nay đến đầu tháng 7, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Mưa rông mạnh kèm theo lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Do so, ảnh hưởng của mưa lớn diễn ra phức tạp kéo dài từ ngày mùng 8, mùng 9 tháng 6 và đến sáng ngày mùng 10 tháng 6, tại thành phố Hà Giang và các huyện thuộc cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nhiều khu vực đã bị chia cắt vì lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, hậu quả khiến 3 người thiệt mạng, thiệt hại nặng về tài sản ước tính khoảng 9,5 tỷ đồng. Cụ thể, trong đêm mùng 9 dạng sáng ngày mùng 10 tháng 6, lũ đã gây ngập úng làm cho nước tràn vào 350 nhà bị ảnh hưởng. Ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường, tại phường Minh Khai, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, Ngọc Hà, Ngọc Đường, Phương Thiện, Phương Độ với 25 điểm ngập úng. Có những điểm bị ngập sâu đến 1 mét, nhiều đất đá cùng nước tràn vào nhà. Mưa vào lúc nửa đêm khiến người dân không kịp di rời tài sản, nhiều tuyến đường huyết mạch đã bị sạt lở và ngập cục bộ. Mưa rồn rập, lũ trên sông Lô qua trạm Thủy Văn Hà Giang lên rất cao. Mực nước lúc 7 giờ đã vượt báo động 3 khoảng 59cm. Đây là mức lũ cao nhất trong vòng gần 40 năm qua. Từ 3 giờ sáng ngày 10 tháng 6, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, công an đã dầm mình trong mưa bão, sử dụng các phương tiện như xe đặc trụng, xuồng máy, xuồng cao su cùng các phương tiện khác để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ tại các điểm ngập sâu trong thành phố. Thượng tá Phan Minh Học Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh và cán bộ chiến sĩ đã phá rỡ mái nhà để giải cứu thành công 4 người bị mắc kẹt trong nhà do nước dâng cao. Hiện tại, cán bộ chiến sĩ của đơn vị vẫn dầm mình trong nước để hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản đến chỗ an toàn. Theo Thượng tá Phan Minh Học, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về, nhiều điểm trên địa bàn thành phố Hà Giang ngập chìm trong nước lũ. Hiện tại trên địa bàn vẫn mưa không ngớt nước lũ trên sông lô đoạn chảy qua thành phố ngày một dâng cao người dân thành phố tích cực chuẩn bị để di rời tài sản khi nước tràn vào thành phố lực lượng công an tập trung phương tiện lực lượng giúp nhân dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn đồng thời không để xảy ra những vụ việc gây mất an ninh trật tự công an thành phố đã cắt cử cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trọng yếu lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường thực hiện nhiệm vụ trên những đầu cầu của thành phố phân luồng điều tiết giao thông khi người dân kéo đến xem lũ các đơn vị khác dùng phương tiện chuyên dùng di chuyển nhân dân, tài sản của người dân tại các điểm ngập úng. Tại huyện Mèo Vạc, trước tình trạng mưa lũ diễn ra phức tạp, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã túc trực 100% quân số để tham gia hướng dẫn giao thông cho các phương tiện đi tuyến đường xuống sông Nho Quế vào ba xã biên giới. Thượng tá Hoàng Anh Đức, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang cho biết, tại Mèo Vạc ghi nhận số du khách bị mắc kẹt do mưa lũ lớn nhất lên đến khoảng 1.000 người. Cảnh sát giao thông làm việc xuyên đêm, sử dụng ô tô chuyên dụng, cano, thuyền trực tiếp hỗ trợ đưa người dân đến khu vực an toàn. Đến nay, toàn bộ du khách đã được đưa đến nơi an toàn tại trung tâm huyện. Dự báo tình hình mưa lũ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Mèo Vạc đang triển khai nhiều biện pháp phân luồng, đặt biển báo nguy hiểm, giao chắn, barrier trước các điểm xảy ra ngập lụt, sạt lở để cảnh báo người dân và du khách đồng thời cắt cử cán bộ chiến sĩ trực 24 trên 24 giờ tại điểm ngập, hỗ trợ người dân trong các tình huống nguy hiểm. Mưa lớn kéo dài từ chiều tối mùng 9 tháng 6 gây sạt lở nhiều tuyến đường tại Lào Cai. Cụ thể, tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, ghi nhận sạt lở trên tuyến quốc lộ 4D qua thôn Lũng Pâu, xã Tung Trung Phố, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, tuyến tỉnh lộ 154 chảy qua địa bàn huyện và một số tuyến liên xã, thôn cũng bị sạt lở. Mưa kéo dài cũng khiến ta luy dương phía sau trường mầm non xã Lùng Khấu Nhìn của Mường Khương bị sạt lở. Lượng lớn bùn đất trôi vào dãy nhà tập thể giáo viên, bếp ăn, sân trường, đồng thời làm sạt lở một số đoạn quốc lộ 4E từ thị trấn biên giới Mường Khương đi huyện Simacai, Bắc Hà vào huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang bị ách tắc. Còn tại thị xã Sapa, trên tuyến quốc lộ 4D qua tổ 1, phường Ô Quý Hồ, bị sạt lở chiều dài khoảng 50 mét. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng 4 tại chỗ tổ chức khắc phục hậu quả, máy móc, phương tiện cũng đã được đưa tới hiện trường, ưu tiên khắc phục các vị trí sạt trên quốc lộ để xe cộ sớm thông suốt trở lại. Mưa lớn ở thượng nguồn cũng khiến nước trên sông Hồng qua thành phố Lào Cai dâng cao, đỉnh lũ cách mức báo động một khoảng 0,5 m Có lẽ đây là trận lũ lớn nhất xuất hiện trong những năm gần đây vì có khá nhiều củi gỗ và cả những cây cổ thụ gốc to bị nước cuốn trôi theo dòng nước về xuôi. Chưa có thống kê thiệt hại cụ thể, nhưng nước lũ sông lớn sông Hồng ngập trắng toàn bộ diện tích rau màu người dân huyện bát sát bảo thắng bảo yên và thành phố lào cai gieo trồng trên bãi đất thấp ven sông nước lũ cũng cản trở thi công hệ thống kè bê tông dọc sông hồng và công trình thi công cầu phú thịnh vượt sông hồng ở thành phố lào cai